Apple giàu có chỉ ăn những món xa xỉ. Vậy thì phần ăn trưa điển hình dành cho các bạn học nghèo tại quán ăn. Được đó, Chris. Sushi hả? Mình cũng muốn ăn món đó. Này, Boy Bang, ai lại có thể nghi ngờ mình có ý này? Chắc chắn cậu ấy sẽ nghe thấy. Tay mình, đưa đây. Bữa trưa của chị đây. Nhưng tất cả những gì mà Julia nghèo có thể mua chỉ là tô yến mạch lạc lẽo. Chỉ có những người như mình mới có thể trân trọng đồ ăn xa xỉ này. Có chuyện gì vậy? Giỏi lắm, Julia. Không phải ai cũng thích ăn sushi đâu. Nhưng mà chôm được từ bạn thì nên làm. Ủa, họ bắt đầu sửa chữa lại chỗ này hả? Hãy bắt đầu chương trình nào. Xin trân trọng giới thiệu những ứng viên xinh đẹp của chúng ta. Chào mừng cô nàng giàu có Afro. Và đây là Julia nghèo khó. Chào mừng đến với thử thách đồ ăn xa xỉ và nghèo nàn. Chúc may mắn các cô gái. Afro giàu có được chiếc Kinder đỉnh của chóp. Mình không biết bên trong có gì. Chà, hình như bên trong có món đắt đỏ đang đợi mình. Mình thích nó quá. Wow, gì thế này? Là chiếc điện thoại mới toanh. Thích thử thách này ghê. Julia thì lại Sukana. Cậu ấy chỉ có được chiếc bánh may mắn thôi. Có nghĩa là gì vậy? Và đó là cơn mưa kẹo. Các cô gái không thể dự đoán được điều này. Bên trong có gì tiếp theo nhỉ? Khoai tây chiên. Tuyệt cú mèo. Ngay cả cô nàng giàu có đỏng đảnh cũng ghen tị kìa. Giờ ai mới là đứa may mắn hả, Apple? Cái cuối cùng là của mình. Wow, là nước ngọt. Khoan đã. Mưa nước ngọt không còn hay ho nữa, phải không, Apple? Đó là bởi vì ganh tị là điều xấu đó. Đó là phong cách VIP của mình. Hài quá trời. Thử thách tiếp theo cho các nàng chính là trang phục đồ ăn. Apple có chiếc hộp trang phục đồ ăn xa xỉ. Và Julia thì bạn cũng biết rồi đấy. Gặp lại bạn sau chương trình quảng cáo nha. Đừng chuyển kênh. Và nên đi theo mình đến bữa tiệc đồ ăn xa xỉ. Tôm hùm, bánh sừng trâu, thịt gà gô. Ngày lễ hội ngay trên màn hình. Đừng bỏ lỡ nha. Này, đầu bếp quay, chúng ta đang lên sóng. Sẵn sàng. Ồ, chào mừng người xem đã quay trở lại. Thử thách xin được tiếp tục. Các cô gái, bạn đã sẵn sàng để trình diễn trang phục chưa? Đây, Apple của chúng ta trong trang phục thanh sô-cô-la mạ vàng. Hãy nhìn sự duyên dáng nào. Nhưng bạn biết làm sao để thanh kẹo ngon hơn? Hãy thêm topping sô-cô-la vào. Và Julia thì sao? Trang phục cô ấy là mì ăn liền. Bạn cần thêm chút nước đó. Không, không, mình thích ăn sống. Và đây là nhiệm vụ tiếp theo. Món mì Ý ngon tuyệt. Nhưng chị Apple được ăn. Nó thơm thiệt. Nhưng gió ở đâu vậy? Mọi thứ đã rõ. Julia đâu có từ bỏ dễ dàng vậy. Chỉ một miếng thôi nha. Được thôi, nhưng miếng nhỏ thôi đó. Này, hơi nhiều nha. Xem ra Apple sẽ hối hận vì chia sẻ đồ ăn với Julia rồi. Sao mà thèm nó thế? Sao cậu ấy làm được vậy ta? Không còn chút dấu vết nào của mì spaghetti luôn, trừ sự hoảng loạn trên gương mặt của Apple. Thử thách tiếp theo là món cá. Yeah, mình thích ăn cá. Của quý cô đây, một bữa thịnh soạn cho Apple, trong khi Julia chỉ ăn món xoàn thôi. Đúng vậy, nhiều đó không đủ cho chú mèo nữa cơ. Sao có thể gọi là cá được chứ? Bạn biết không, mình có thể làm được chuyện này đó. Chỉ cần chiếc cần câu và một chút kỹ năng. Bình tĩnh, mọi thứ đều có thể, ít nhất là điều gì đó. Này, cô bạn trẻ, trả bữa trưa lại cho mình. Đó là cuộc câu cá, cậu ấy đã bắt được cá của chú lao công Jack. Có gì đâu mà cười, vui không? Hả? Mấy người thử câu đi. Bắt được hình chưa? Tuyệt, thật là tuyệt. May là tụi mình vẫn còn dài đồ ăn. Ồ, để máy quay ở đây, bạn hẳn sẽ đói lắm. Lại ăn chung nè. Cháu có muốn là luôn có một nguồn đồ ngọt khổng lồ không? Ông có một lời đề nghị đặc biệt cho cháu đây. Cháu chỉ cần những hạt giống kỳ diệu này trong một ít hạt giống trong chậu.
đổ nó với một ít soda. Di chuyển cái chậu tới một nơi mát mẻ, tối. Và bây giờ, đợi. Khoan, khoan đã. Một vài giờ đồng hồ sau, cháu sẽ có được chiếc cây niềm vui ngọt ngào. Để đặt hạt giống, hãy gọi số điện thoại trên màn hình. Những người mua sỉ sẽ được giảm giá. À yeah, bạn sẽ không thể đoán được điều gì đang chờ đón các cô gái trong cuộc thi tiếp theo. Các cô nàng, đây là chiếc hộp cơm trưa sẽ thử thách tiếp theo. Mở ra nào. Nhiệm vụ lần này của April và Julia là làm món bánh sandwich với nguyên liệu mà họ có. Và nhìn xem, hộp của April, cậu ấy có nhiều cơ hội để chiến thắng hơn. Julia nên làm gì đó lẹ lên. Và xem ra cậu ấy có một ý tưởng tuyệt vời. Trong khi April đang bận chuẩn bị chiếc bánh sandwich tinh tế, Julia sẽ làm bánh mì nướng trong hình dạng chiếc điện thoại. Chiếc sandwich của ai sẽ chiến thắng đây? Wow, thật là một chiếc bánh sandwich ngầu lòi. April, bạn đã thắng rồi. Đương nhiên là mình thắng. Sao có thể không chứ? Thật là tội nghiệp. Ít ra sau thử thách này, Julia cũng không bị đói. Wow, là chiếc bánh kẹp thịt. Có rất nhiều nhân bên trong. Chỉ mỗi April có được chiếc bánh kẹp thịt sang chảnh. Còn Julia thì sao? Một mẫu bánh mì nhỏ. Cả một tô phô mai cho April. Còn mình thì sao? Sốt của mình đâu? Ồ, Julia, sẽ có sốt ngay thôi. Thật vậy luôn hả? Thư giãn và thưởng thức đi, giống mình nè. Ngồi cạnh chiếc bánh kẹp thịt như vậy thì khó lắm. Nguy hiểm nhất là sặc nước bọt của chính mình đó. Đừng có hòng mà lấy được bánh kẹp thịt của mình. Được thôi, thì cho chút phô mai đi. Đúng vậy, các cô nàng sẽ nhớ thử thách này dài dài cho xem. Bạn có thích video tham gia thử thách này không? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Bây giờ sẽ là món yêu thích của mình. Món ăn đến từ quê mình. Thật là hào hứng. Quả là hương vị tuyệt hảo. Là pizza. Và chiếc bánh pizza đắt tiền với nguyên liệu độc quyền dành cho April. Đây là những gì mình gọi là ẩm thực đỉnh cao của Ý. Chà, xem ra April chỉ có thể tạm biệt món pizza độc quyền của cậu ấy rồi. Julia hướng đến câu nói. Nói ít, hành động nhiều. Hoặc là mình nên nói là thêm đồ ăn. Các cô nàng yêu quý, tôi có tin vui muốn báo. Các cậu sẽ được chuyển chỗ. Và giờ, April sẽ chỉ được ăn những món nghèo nàn. Julia sẽ được ăn những món thịnh soạn. Người mạnh nhất sẽ thắng. Luật chơi thay đổi rồi. Julia thì rất vui với sự thay đổi này. Nhưng April thì không vui tẹo nào. Món ăn thử thách kế tiếp là... Rồi, làm sao mà ăn được? Áo, răng mình. Mì ăn liền. Không ăn đâu. Đổi được không? Được chứ. Dù luật có thay đổi, nhưng khẩu vị của các ứng viên vẫn không thay đổi. Thử thách kế tiếp sẽ khiến các tín đồ hảo ngọt bùng nổ. Ông hoàng của các món tráng miệng. Nào, Julia có được một phần kem hoàng gia siêu to khổng lồ. Còn Ebro thì có được vài cục nước đá. Hãy chúc các nàng ấy may mắn nào. Áo, đầu bếp anh ổn chứ? Ảnh sao mà bị gì được? Xem ra Julia không thể thoát khỏi món tráng miệng này được. Anh bị đau hả? Chà, món kem này thật khó để mà dứt ra. Đau quá, chịu hết nổi rồi. Đúng rồi, ổn hơn rồi. Ebro thắng cuộc thi này. Cô ấy đã cứu mạng mình. Mình ăn hết cả phần, trong khi cậu ấy có gặm miếng đá nào đâu. Thật là không công bằng. Ánh sáng, máy quay, diễn. Chà, giờ đến món ăn cuối cùng và quan trọng nhất của thử thách rồi. Hãy sẵn sàng. Đây là ngọn núi bánh donut. Nhưng nó chỉ dành cho mỗi Julia thôi. Và April sẽ có gì đó rẻ hơn. Ồ, ngon quá. Mùi gì kinh vậy? Muốn nôn ra luôn nè. April tội nghiệp. Mình có thật nhiều bánh donut luôn. Nên cho cậu ấy vài cái vậy. Tự nhiên đi, cô bạn. Wow, cảm ơn Julia nha. Không thể tin được. Đây là điều mà trước giờ chưa từng có trong chương trình của tụi mình.
tự nhiên ăn nè, đầu bếp. Thật hả? Tuyệt vời. Sự hào phóng này xứng đáng được thưởng. Chúc mừng, cả hai nàng đều thắng cuộc. Ebro và Julia đã hoàn thành thử thách rất xuất sắc. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn thích video này chứ? Hãy nhấn thích, theo dõi kênh tụi mình và đừng quên nhấn chuông thông báo nha. Hẹn gặp lại!